Dạ, con chào cô. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh một cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ có đầy đủ hết, mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi. Dạ. Làm quê em người miền Trung. Trung là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tánh tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng rồi rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. Mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người. Nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em giá thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi? Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dự? Dạ, thì cũng có tình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Nên trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo dạ, hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời, dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo một dạ. Mình bạn có ai dạ, không? Dạ, một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. Dạ. Thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời vui nó thì không em gửi bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Liếc Qua Cầu. Rồi, mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa sâu. Bằng lòng theo anh xưa mãi tranh nghèo về quê, người dân chỉ có tâm lòng, có chỉ xuồng ba lá để yêu em. Rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt cao ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia? Dạ. Em trai có rượu bia không em? Dạ thì lâu lâu cũng có xã giao, đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ. Dạ, giống như xã giao thì cũng được chị. Không hút thuốc. Dạ em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc chị. Rồi, tốt quá. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi.
Coi dạ. như đó thôi đúng không? Dạ, chú cũng không mong gì hơn. Dạ. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ, dạ. Ai, dạ chào cô gái, dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ, 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dữ? Dạ, có thể sớm hơn cũng được. Mà 3-4 năm thì em cố gắng chờ đợi. Nhưng mà tới đó mà hai người về yêu với nhau mà muốn thì chắc được. Ừ. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Dự em định lập nghiệp ở đâu? Dạ, em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không, làm dâu thì cũng được, nhưng mà tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng nên có thể làm dâu cũng được. À, người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời đâu mà dễ thương, hiền lành quá gì không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được, không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà dạ. lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng đó, yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hôm hai bạn ha. Hôm nay mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi, chào cô, chào em gái. Dạ, chào cô. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai gì được chứ cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con, theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin gia chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền, thì nói chung thì cũng được. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý, nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu là mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và em cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát để tỏ tình với em, và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Em mong anh nhận cho. Dạ em cảm ơn. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi, bắt đầu trò chuyện nha bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ Nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi anh. À, nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao hồn nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi. Thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc hơi dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đến rồi rồi. Từ lần đầu tiên mơ hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi.
buông tôi đành thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Yeah. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con ha, rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè, vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ có đầy đủ hết, mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế, tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo nan chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Có nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, ví dụ như thế. Dạ. Không? Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. Em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nha. Dạ được. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay đi về. Hả? Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy, rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ, cảm giác vui và hạnh vui phúc. Hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ, con xin chào hai bác và xin phép hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nhé. Dạ, xin phép hai bác cho con được phép hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em đồng ý không? Dễ thương lắm. Chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn ở cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ủa, nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Nói về em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ, gọn đấy. Được. Phong độ lắm mà. Phong độ. Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không, là khó vậy. Bây giờ hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Để nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh. Năm nay 30. Hiện đang làm freelance về thiết kế và làm bartender. Quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Điệp, 27 tuổi. Công việc của em thì em chạy xe du lịch 7 chỗ chị. Bạn quê ở đâu? Dạ, ở đây luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ lớn luôn. Dạ, dạ. Nhưng mà bên đó 27 tuổi, bên đây 30, cách nhau 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ, nói chung thì tuổi tác em không quan trọng nữa chị ơi. Em quan trọng là cái tính cách thôi à. Ừ. Nếu phù hợp với nhau là được đó chị. Tính cách sao là phù hợp? Dạ, nói chung thì vui vẻ, hòa đồng là được. Cái này dễ rồi. Dạ. Còn gì mà đặc biệt nữa không? Dạ, nói chung thì biết quan tâm chia sẻ là được. Biết lo lắng cho gia đình là được. Cũng đơn giản quá này, dạ. Phụ nữ là phải quan tâm chia sẻ rồi. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Em thì dễ lắm, sao? Sao cũng được chứ. Cái gì cũng dễ hết vậy. Rồi, để bạn nữ giới thiệu một chút. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của mình là gì?
Là rất là sợ con trai. Ủa sao vậy, sao sợ con trai? Không biết, thấy con trai tới tấn công là sợ. Bây giờ hết sợ chưa? Hết rồi. Mình có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một mối tình, cũng được 5 năm. Quen 5 năm mà sao chia tay vậy bạn? Do em lo về sự nghiệp nhiều hơn, cũng vì lý do đó mà chia tay. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình thôi. Nói chung cái 2 mối tình em cũng sâu đậm lắm. Nhưng mà em biết sao em quen xong người ta chia tay em rồi. Không lý do gì trơn hả? Không. Kì vậy? Tự nhiên bỏ trốn mất hả? Dạ nói chung đơn giản thì em quen tìm hiểu xong đó là em đề cập tới cái chuyện mà cưới xin cái người ta né cái họ ta đi luôn rồi. Bây giờ chị hỏi nè, ngại đó. Em có cái tật xấu hay cái gì không mà ta chia tay không lời giải thích vậy? Không, nói chung em tốt lắm chị ơi. Em quen bạn gái em chiều chuộng tốt lắm, em biết sao nữa. Có mặn nồng gì lắm chưa? Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn mà người ta yêu em hết hồn luôn. Đến giờ em... Xui quá. Vậy ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Hơi... không biết ăn thôi chị ơi. Chứ ngoài ra cái gì em cũng được lắm. Được đâu, kể một thứ vài thứ được coi. Nhiều quá vậy không biết. Ví dụ đi, kể một vài thứ nào được cơ. Thì nói chung thì em dẫn bạn gái đi ăn uống giờ em qua ăn nhà chơi. Ăn uống bình thường, không ăn không lẽ để ta đói. Giờ em dẫn bạn gái đi shopping, đi mua sắm này nọ. Có không? Đâu dạ. Nói chung em sẽ làm sao để tạo cho bạn gái được niềm vui. Có bao giờ tạo sự lãng mạn cho bạn gái chưa? Dạ cũng có, nhưng mà con ít, nó không lãng mạn nhiều lắm. Không, đó nhiều khi không lãng mạn. Lần nào lãng mạn nhất với bạn gái? Như ngày tình nhân nè. À, làm gì? Dạ nói chung thì em mua hoa tới giờ chẳng đi ăn đi uống. Mua hoa gì? Dạ hồng. Mua mấy bông? 99 bông. Trời. Dạ. 99 bông luôn hả? Dạ. Đi uống rượu không? Dạ trời chị. Đi uống rượu không? Em tài xế thì em không uống cái đó chị. Họ nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Hồi nãy giờ em hình dung nghe cái tiếng em nghĩ là một cái người nó hơi nhỏ gọn đấy. Được. Phong độ lắm phong độ, à. Phong độ. Dạ. Thì em thích cái người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn là chứ là được. Ừ. Có... em chuẩn có gì trơn á, em cần gì. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ có chị. Có được cái gì rồi? Dạ nói chung thì cái đó thì phải có chị, chuẩn bị hết trơn rồi chị. Nói chung giờ chỉ thiếu cô dâu thôi. Em chuẩn bị hay là mẹ em chuẩn bị? Dạ mẹ chuẩn bị. Nói chung ra trong đó cũng có phần của em nữa. Hai mẹ con đều chuẩn bị hết rồi. Bữa nay đi mẹ có dặn gì không? Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không, dạ có vậy. Em không biết sao em quen hai cô rồi sao em hiểu. Em quen thì em chăm sóc kỹ lắm, em cũng lo lắng lắm mà không biết sao. Ông đôi lúc kỹ lắm người ta cũng cảm thấy nó bình thường. Em cà giật cho chị. Phụ nữ thích cà giật, đàn ông cà giật vậy đó. Sao được không? Đây. Được đến lắm qua nha. Coi bên đàn gái thế nào nha. Rất là ổn á. Chào em. Chào anh. Bên đó nói em cảm thấy anh nói như thế nào? Nghe giọng thì em nghĩ chắc là người hơi nhỏ. Anh nắm ba người như em còn được đó. Tài xế gì là đào hoa lắm đó. Đào hoa hả? Đi trên đường gặp biết bao nhiêu người khách. Rồi sao gặp khách là sao? Em đâu biết được đâu chuyện gì xảy ra. Gặp khách là đi khách. Tôi cái này tôi về giải quan cho tài xế nè. Cũng phải có người này người kia thôi chứ đâu phải tài xế nào cũng vậy. Cả ngàn cả triệu tài xế cũng vợ con chung thủy từ đầu tới cuối đâu có sao đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ em rất là romantic. Anh bên này anh hơi khô khan chút xíu. Anh nghĩ rằng đó là một trong lý do mà hai người tình trước đã ra đi không bao giờ trở lại. Ra đi không một lời giải thích. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có. Rồi cho chị gặp người thân của bạn nữ. Thưa em, em Quyền Linh và Cát Tường, như cô thấy thì mỗi người làm chồng rồi như con được thứ nhất là sức khỏe. Dạ. Là cô thấy được nè, mà thấy cũng hiền nữa, thật tình nữa. Con cứ cho bạn một cơ hội đi, rồi nếu mà sau này ra ngoài cố gắng tìm hiểu được thì tốt, mà không được thì thôi, chứ đừng ở đằng này mà không bấm là tội nghiệp. Cầu đồ lắm chứ không phải nhỏ nhỏ như Kiều Tiên nói đâu. Cả ngày nè cô bỏ cô đi theo con đó mà bỏ phí lắm. Bấm rồi xong rồi về mình tìm hiểu chứ. Dạ, đâu phải mà mình thấy mình được liền đâu. À, còn con cũng dạy nghe con nghe, nhớ bấm nha. Nhưng mà coi, rủ tao thích tao bấm rồi sao? Không, con phải bấm. Tại vì cô nói là cháu cô là nói chung là rất là thật thà, tình cảm mà coi như là giải cho mà nhìn như ngoài trẻ lắm con, 30 tuổi em bảo đảm nhỏ hơn con. Con nhất trí với cô. À, nhưng mà ở ngoài mà cô nói là nếu mà làm vợ, làm mẹ, làm dâu là cháu cô là số 1. Số 1. Ok, cô nói thiệt, cô dám đó. Thôi cô, nhưng mà thí dụ như cái duyên thì người ta thấy không có hợp nha, tao không bấm sao? Con cứ bấm. Con cứ bấm cho cô, rồi sau này con mới thấy là cô là lời nói của cô là đúng. Chính xác. Ví dụ lỡ hôm nay anh này không bấm sao? Không bấm được cô la đó. Rồi bạn trai, sao bạn trai hôm nay có đi với ai không nè? Dạ em đi với mẹ với lại em gái em.
Dạ, chào cô. Cô thấy mình là, chào cô là Linh. Gái dữ dội chưa? Dạ, cô cho con dạy lời phát biểu. Cô xác định bé này cũng dễ thương. Con yên trí đi, Điệp rất là ngoan, chứ không có lăng nhăng mấy cái chuyện đó. Tại vì Điệp chạy xe ổn định là một chỗ, một công ty. Nên là có khách thì đón khách về đi, thì đón khách về thôi, chứ không có chạy đi đâu hết cả. Nên con yên trí cái chỗ đó. Có hai đứa thì cho một cái cơ hội đi, để tụi con ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ trong này là giống như tóm tắt thôi. Đấy. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ hai bên tìm hiểu nhau đi, nhìn nhau coi có cảm giác gì. Nhớ bấm bấm tu la nha. Kéo mà. Bắt đầu. Thấy cái giọng nói với cái tướng khác nhau thấy không? Anh nói lần nữa thì gặp em mình. Dạ. Có ba lúng đồng tiền. Nói chung thì nhìn em rất là đẹp, dễ thương, thì có nụ cười dễ thương. Em thấy anh như thế nào? Hồi nãy thì qua bức màn thì không thấy, nhưng mà thật là bất ngờ khi nghe giọng nói với lại con người hoàn toàn trái ngược nhau. Hôm nay nói chung thì thời gian thì không có nhiều. Nói chung thì mình cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau. Nếu mà mình đến được với nhau á, thật sự anh sẽ là bờ vai vững chắc. Anh sẽ lo cho em suốt đời. Anh sẽ che chở cho em. Tại vì nói chung thì anh thì rất là gọi là thích chiều chuộng bạn gái, thích lo lắng cho bạn gái. Em sẽ làm một buổi gặp mặt đầu tiên nó lãng mạn thế nào, tả cho bạn ấy nghe cho nó sướt mướt chút xíu coi. Mình thử tưởng tượng trong đầu coi. Bắt đầu. Em thì cái sự lãng mạn thì em không có nhiều. Em thì không tạo ra được cái sự lãng mạn. Bây giờ tạo ra nè. Gặp ở đâu? Theo em chỗ nào lãng mạn nhất? Em thì em thích bên Phú Mỹ Hưng có cái cầu ánh sao á. Cái chỗ đó rất là đẹp. Rồi sao nữa, tới cầu ánh sao làm gì? Dẫn bạn gái đi ra tham quan, mình tâm sự ăn uống cái gì đó, nó rất là vui. Em thích là như vậy. Tạo ra cái không khí lãng mạn nữa. Dẫn cổ qua bển, chờ lúc mưa xuống ha. Cái đó để cho tài về em sẽ tự chế thêm vô cho. Dạ chưa suy nghĩ ra được cái gì hết trơn. Hiện tại anh sống ở đâu? Năm quận 9. Em ở đâu lận? Em ở quận Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh cũng gần mà. Anh dành thời gian cho em như thế nào? Thì một tuần thì chỉ có ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì 7 giờ anh sẽ có rảnh rỗi được. Tại vì công ty đó 6 giờ rưỡi mới được phép về. Mình chỉ tăng ca một tuần á, tăng ca đến ngày thứ bảy với ngày chủ nhật thôi. Cho nên cái ngày chủ nhật với ngày thứ bảy là mình sẽ không đi chơi được. Thì cũng nói ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 ngày nào cũng được. Ai vậy nói 2, 3, 4, 5, 6 kẹt thứ 7, nhật tăng ca. Tại vì đó bắt buộc công ty nó phải dạy rồi. Đi chơi hẹn hò lúc nào? Thì từ 7 giờ là em rảnh rồi. Để chơi tới mấy giờ cũng được hết. 7 giờ đủ. Nhưng mà thích buổi tối em bận hay chị đạn buổi sáng? Giờ khoảng thời gian đó như thế nào? Anh nghĩ ngày thứ 4. Thì mình có thể dành cho nhau ngày thứ 4. Thí dụ ta thích đi chơi ngày thứ 5, sáng thứ 5, 6 giờ sáng. Nếu như vậy đó thì cũng khó cho em. Ngày hôm đó là sinh nhật của bạn ấy thì sao? Nếu 6 giờ sáng thì em sẽ chạy sớm, em chạy qua được. Chạy qua được bao lâu? Thì người ta quan trọng cái tình cảm họ dành cho nhau thôi, chứ không phải thời gian bao nhiêu ít nữa. Yêu cầu có mặt nói những vài câu nào cho ngọt ngào là hoa, nói sao hoa, ví dụ nói sao nè. Sáng em cầm bó hoa chạy qua, em quỳ xuống em cầu chúc em sinh nhật vui vẻ. Được. Đó mà tự tạo ra chị nhiều. Đúng rồi, nhiều, cái vụ này được nè. Sáng hồ hởi 6 giờ sáng chạy qua quỳ xuống hay, dạ. Này. Làm thử ra. Cầm thử ra. Từ từ bình tĩnh nha chứ. Anh hy vọng anh đi được quen em. Có gì chứ lãng mạn đó. Trời, ai nói không lãng mạn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định nha. Nút này. Nữa. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Rồi. Chúc mừng hai bạn. Hôm nay rất là dễ thương. Chúc không chặt tay nào. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tới quận 9 để dự tiệc ha. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn bên nhau, quỳ gối tặng hoa ha. Bây giờ hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Quá tuyệt vời. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.
Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các thương hiệu áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và đưa nhau đi xem phim tìm hiểu nhau, ra cầu ánh sao. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro, đến từ Nhật Bản. Hai gọi Kazu nha. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi. Là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là hôn muốn cái hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi nên một mình thôi. Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn chứ không phải là lúc nào cũng phải kính đáo, kính cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn ha. Dạ. Chắc chắn ha. Hiểu chưa? Trời ơi, nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, yeah, hi. Xin chào. Xin chào. Nam Thư. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật. Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Dạ. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Yeah. Yeah. Đó là điểm mạnh. Còn yeah, điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chưa giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn chín em. Không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tiếp người ga lăng. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Không nhớ ngày kỷ niệm. Tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Có tật xấu nào không? Tật xấu? Thích uống bia. Dù thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? 4, 5, 6 lon. Một ngày uống 6 lon. Và sau đó là uống sô chư. Em gái, dạ. Em biết nhậu không? Tầm 7-6 chai. Wow. Siêu uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền, đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ yeah, về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Thích không? Thích à? Nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Đó, dạ, em chào Quyền Linh. Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn.
Vậy là được rồi đó. Dạ, nói chung là khi có xích mích gì đó thì mọi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân nhóm Double Wish. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được vợ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Xin chào anh. Em dạ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi cho thôi. Dạ, cảm ơn. Cho em nha. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó không? Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi. Cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái này mình thấy trong người thế nào? Nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp xinh, giống như là xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Em thích món gì? Đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. Có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. Đi nhà em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ, nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện như để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói như bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi nói tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu hết nhau. Để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. À đúng rồi. Thật sự không? Khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Dạ. Khi nói là em câu này là hiểu không? Am mon di hu kok ku. Hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu hả? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát, một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Ừ, không hiểu. Là em hiểu, có thể hiểu. Namuki Koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Ừ. Dạ. Khi đó là Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha. Yeah.
Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu tháp mười Tràm Chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng khó chăm chỉ. Anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có thể dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Đó. Họ đồng ý hẹn hò với nhau. Kazu. Yeah, từ nay Kazu hết ế rồi. Yeah. Cảm giác thế nào? Yeah, rất rất vui. Nàng không thể nói gì hết. Không thể nói gì hết. Rất là dễ thương. Mời đàn trai. Wow. Rồi, mời em trai ngồi. Và bây giờ xin mời đàn gái xuất hiện. Bây giờ đàn trai, đàn gái có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình. Nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời đàn trai. Lời đầu tiên con xin được gửi lời chào đến chú Quỳnh Linh, chị Lâm Thư và chào bạn ngồi kế bên. Con xin sự giới thiệu, con tên là Trần Đình Huy. Năm nay 26 tuổi, hiện tại đang công tác tại Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân, địa điểm là thành phố Vũng Tàu ạ. Tức là công tác tại Vũng Tàu. Vâng, quê quán con ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên và Vũng Tàu công tác. Con có thể nói nhiệm vụ cụ thể của con là làm gì? Dạ, nhiệm vụ cụ thể của con là làm nhân viên vận hành các trang bị kỹ thuật được biên chế ở trên tàu ạ. Rồi, mời đàn gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Nam Thư và chào đàn trai bên kia ạ. Em tên là Vân Anh, hiện tại em 20 tuổi, em sinh sống ở Vũng Tàu. Hay quá. Vân Anh, em làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ, em đang là sinh viên sư phạm ạ. Sinh viên sư phạm năm mấy rồi bé? Dạ, năm 2 chị. Dạ, sư phạm Long Toàn á hả? Dạ. Tại chị cũng ở Vũng Tàu. Ôi dạ chị. Rồi. Hai người ở gần nhau không? Hỏi thế xem có ở gần không? Đúng rồi. Em gái bên kia có ở chỗ đường 30 tháng 4 không em? Dạ, nhà em ở trên đường 30 tháng 4 á anh. Ồ, quá gần. Thấy chưa? Ở cùng một con đường mà chưa bao giờ gặp nhau. Đến hai mươi mấy tuổi mới gặp nhau đây. Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, khuyết điểm của con thì rất là thân thiện, vui vẻ và rất là biết kính trên nhường dưới. Cái đó là ưu điểm hả? Đó là ưu điểm. Em còn nấu ăn ngon đó chị. Ưu điểm. Rồi còn khuyết điểm nè. Dạ, khuyết điểm của em là em hơi thẳng tính một xíu. Ví dụ? Cái kiểu như là mình để bụng lâu á chị thì rất là sẽ khó chịu nên là em sẽ nói ra. Cái gì mình khó chịu là mình sẽ nói thẳng thắn đúng không? Dạ. Rồi. Vậy khuyết điểm cũng nhẹ nhàng quá ha. Dạ. Đồng chí thiếu úy. Dạ, báo cáo với chú là điểm mạnh của con thì tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đồng chí đồng đội và mọi người xung quanh. Con cũng biết nấu ăn, thì cũng nhiệt tình trong công việc.
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn bên cạnh những cái điểm mạnh, có khuyết điểm là con thì cũng ít nói, nhất là khi giao tiếp với các bạn nữ được vài câu là con hết lời. Dạ. Còn đôi khi thì cũng tí là hay quên chứ. Dạ. Hay quên. Vâng. Thì mình có mấy mối tình rồi? Dạ, thưa chú là con đã qua trải qua 2 mối tình rồi. Nhút nhát 2 mối tình rồi ha. Thì mối tình đầu của con là thời sinh viên cũng cấp 3, còn là yêu thầm đấy. Tức là yêu đơn phương đó. Dạ đúng rồi ạ. Yêu đơn phương mấy năm? Dạ cũng đơn phương được 2 năm. Rồi sao không dám nói? Chắc là tại ngày xưa mình trẻ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ mối tình ở thứ hai con là cũng được nửa năm, thì cũng kết thúc được hơn 2 năm rồi. Lý do tại sao? Dạ khi trong quá trình quen biết ấy, thì con cũng đi, thời gian con đi học một năm, thế là hai người không liên lạc với nhau nữa. Hai mối tình nó cũng nhẹ nhàng quá ha, chưa có sâu sắc lắm. Vâng. Rồi lý lịch đàn gái sao nè? Dạ con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai hết chú ơi. Con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai á. Sao vậy con? Vậy là trước giờ ví dụ như có thích đơn phương ai, em có thích không Vân Anh? Dạ có, em có mối tình con Cào Cào năm cấp 3. Thích qua thích lại vậy thôi hả? Hay sao? Hay là một mình em thích? Dạ, tụi em có tìm hiểu sơ sơ. Bên kia tình yêu nó còn nhẹ nhàng bên đây nữa. Đúng hả? Đúng rồi, nó sơ sơ nhưng mà xinh đẹp, dễ thương, hòa đồng. Nói chuyện giọng nói ấm áp, có duyên như em thì không ai theo đuổi luôn hay sao? Hay là tại mình hơi kén? Dạ, tại chưa tìm được người phù hợp với chị nên mới lên đây nhờ chương trình. Vậy bây giờ con thấy người phù hợp với con là người như thế nào? Dạ, người phù hợp với con là ngoại hình là cao trên 1m7. Wow. Không hói. Không hói. Không hô. Không hô. Dạ, mọi rồi. Thứ đều ổn với chị. Không hói, không hô, mọi thứ đều ổn. Để chú qua chú hỏi một vài thông tin coi. Dạ. Chào. Em chào chú Quyền Linh. Tại sao lại không hói, không hô? Dạ. Biết đâu người đó yêu mình rồi sao? Người thương thật tình, người ta chăm sóc cho mình, người ta lỡ hói con chút xíu rồi sao? Dạ thôi vậy cũng được chú. Vậy cũng được chứ đúng không? Rồi bây giờ là nếu mà lấy đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam á, thì cái tính kỷ luật rất là cao, con có chịu được không? Dạ con chịu được ạ chú. Thí dụ như cái ngày mà đám cưới, vừa đám cưới xong là có lệnh là phải lên đường liền. Dạ không sao ạ, tại tổ quốc cần mà chú. Trời ơi, mình phải hy sinh chứ. Hay quá. Tôi thấy tôi chịu nhỏ này rồi nha. Được à, con cháu gì quá tốt luôn á. Con nghe con thấy chịu rồi không? Chịu đúng không? Nghe chịu liền. Rồi vậy được đó. Mình là gái dễ thương lắm. Dạ. Qua coi đàn trai tôi nè. Trời cũng đẹp trai, cũng sói ca lắm à. Để chị. Trong giờ hết rồi chị nha chị. Để chị. Rồi chị không? Oppa. Trời ơi, nhìn cặp mắt là thấy oppa rồi. Ở Hàn Quốc chị mà gọi oppa là em hiểu ha, mắt một dạ. Mí oppa mặt dễ thương quá. Bây giờ cái mẫu người phụ nữ mà em thích mong muốn là gì, mẫu người yêu lý tưởng của em là gì? Dạ, mẫu người yêu lý tưởng của em thì tính cách là hiền lành, thích một người phụ nữ là truyền thống và có pha một chút là hiện đại thì còn về cái hình mẫu bên ngoài thì như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m55 rồi được. Dáng người thì cân đối, không béo quá cũng không gầy quá. Dạ thì thôi. Vậy điều gì mà em không thích nhất ở phụ nữ? Điều không thích nhất là nói nhiều, nói lăng nhăng, không vào mục đích. Thứ hai là không trung tình. Phải trung tình. Thì em sẵn sàng em trung tình thì muốn bạn gái em lại trung tình với em. Rồi, thưa hiểu. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và dì của em. Mẹ và dì. Dạ, chào cô. Cô chào cô ạ. Trời ơi. Dạ, ngoài có người ạ. Xin chào hai MC Quyền Linh với Nam Thư. Chào quý vị khán giả, chào nhà trai. Tôi là mẹ của cháu Vân Anh. Thì tính cách của cháu Vân Anh cũng là rất là mạnh mẽ. Cháu là một người con cô hiếu. Cô thấy đàn trai sao? Cháu bên này thì thấy cũng được. Thì nhìn cũng hiền lành. Thì bây giờ đến với nhau thì cũng là một cái duyên rồi. Cũng cho các cháu cơ hội thì sau tìm hiểu thêm. Dạ rồi, cảm ơn nhà gái mình. Dạ. Đàn trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi thì có thủ trưởng lữ đoàn và các đồng chí ở trong công tác tại tàu cũng như rồi, cháu ạ. Mời thủ trưởng. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư. Dạ. Xin chào gia đình của bạn Vân Anh. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Hôm nay đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh em chúng tôi là
cán bộ nhân viên của lữ đoàn 171 vùng 2 quân chủng Hải quân đi đến để cổ vũ cho em Trần Đình Huy. Đình Huy cũng rất là hiền lành, tính cách vui vẻ và năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là cũng rất là thích câu cá và câu rất giỏi. Tuy nhiên đứng trước chị em thì cũng còn hơi rụt rè và cũng chưa được kiên trì lắm. Về bạn gái bên này thấy cũng rất là dễ thương, rất nhẹ nhàng. Mong là hai em sẽ tạo cho nhau những cái cơ hội để tìm hiểu. Chúc hai em thành công. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn hai bên đàn trai đàn gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Huy. Anh chào em ạ. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp em thì có chú gấu của đội. Anh đã gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu này, thì mong em nhận. Những lúc nào mà nhớ đến anh thì anh nhìn nó. Dạ, anh và có. Anh tặng em cây viết. Thì anh muốn cái cây viết này sẽ viết nên những cái tình cảm và cho chúng ta được tiến xa hơn nữa. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Em cũng có một loại cây muốn tặng anh về bức thiệp. Cây này hy vọng là anh sẽ luôn mạnh mẽ và vượt qua mọi chông gai thử thách. Bức thư này em mới viết từ tối hôm qua. Tuy không dùng cây bút của anh nhưng hy vọng em sẽ được viết nhiều lần bằng cây bút của anh. Cảm ơn. Mình mở thư mình đọc luôn. Xin phép mời chú một người xin phép đọc lá thư này không? Ngày gặp nhau đang đến gần, em thật sự rất lo lắng. Em có một chút tò mò, một chút hy vọng để xem người bên kia là ai. Anh có tò mò rằng em là ai không? Nếu đã có duyên như vậy thì cho dù sau này có như thế nào, em sẽ tôn trọng những quyết định mà em và anh đưa ra. Ta thấy niềm vui bên trong niềm vui của người khác, đó là chính hạnh phúc. Xin hết ạ. Người ta thức đêm, người ta viết. Dạ. Mình cảm nhận thế nào? Thì thật sự là anh rất là xúc động. Cảm ơn em viết thư rất là hay. Thì dạ. Anh gửi em ở Vũng Tàu. Em hiện giờ đang đi học, thì có những cái thời gian rảnh nào để chúng ta được gặp nhau và quen nhau được hơn, nhiều hơn? Dạ, thời gian của em khá là linh động. Quan trọng là anh rảnh vào thời gian nào ạ? Thời gian rảnh của anh thì thường là buổi chiều hoặc là thứ bảy chủ nhật. Mà anh có thường có thời gian rảnh, anh sẽ đến với em. Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào, nói cho nhau nghe để hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu là xuất phát từ hai người, thì dành cho nhau những tình cảm, chia sẻ cho nhau những ngọt bùi để cùng nhau vượt qua, đi đến những cái bến bờ hạnh phúc riêng. Còn quan điểm tình yêu của em là sự cảm thông và chia sẻ, đặc biệt là tin tưởng nhau. Nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì phát triển kinh tế thế nào mình cũng bàn tới luôn đi. Dạ, cháu hiện tại đang công tác ở Vũng Tàu thì cũng đang hướng là cũng định cư trong Vũng Tàu luôn. Ở Vũng Tàu anh ở với ai ạ? Ở Vũng Tàu anh ở thì anh ở cũng có mấy cái đồng chí thôi, còn đâu bố mẹ anh là ở quê, anh ở mình anh ở trong này. Rồi mình tính tiến tới thì khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn? Dạ, nếu mà nhanh thì chắc đợi em học xong hoặc có thể tiến tới hôn nhân ạ. Còn em nghĩ sao Vân Anh? Dạ, em nghĩ là thời gian nó không phải là vấn đề. Quan trọng là mình cảm thấy đủ tin tưởng và hy sinh dành cho nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Nhưng mà với dự định của em thì em nghĩ là 1 năm hoặc 2 năm ạ. Nếu mà hai người tiến đến hôn nhân được thì em hứa gì với cô gái đó? Dạ, khi tình yêu đủ chín muồi và hai người quyết định hôn nhân thì nó sẽ chăm chút cho gia đình của mình càng ngày càng triển êm ấm hơn. Được không con? Dạ, được chú. Tại ông cha ta có câu bộ đội lấy phải giáo viên, gia đình hạnh phúc xứng điên cạo người mà chú. Trời ơi! Hay quá! Quá là hay luôn. Rồi, hát tặng bạn gái một bài đi. Đúng Quy. Rồi. Dạ, cũng không hát hay cho lắm. Và thì hôm nay chương trình thì chúng hát một đoạn của bài Người đến từ Triều Châu. Nhìn trông xa ai còn vấn vương sông hồ, mà lời đấy bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp nữa hồng, và ở nơi đây có môi duyên lòng. Cùng người đấy anh đang chờ em xây mộng kết tờ. Ngày anh đến âm nài mùa đông xa lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn như buồn, chung mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em,
Gió cũng hát lao sao cùng đàn em trao vườn xuân. Xin hết ạ. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Bạn gái hát tiếp. Tới Vân Anh nè. Dạ. Em hát không hay nhưng em sẽ hát một đoạn bài Một Nhà. Nắm tay nhìn Huy mà hát. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó. Bài hát hết sức ý nghĩa, dễ thương. Về vị trí đi, Huy. Tụi anh có về Vũng Tàu không ạ? Xe anh còn chỗ không cho em về nữa. Trời ơi, hay quá. Dạ lỗi, anh muốn mời em và gia đình đi cùng xe về Vũng Tàu cùng với anh. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn để tay lên nút bấm nha. Từ nãy tới giờ các bạn đã trao đổi, các bạn đã nói chuyện với nhau. Chị nghĩ là hai bạn phần nào có thể cảm được về nhau và có cảm xúc với nhau. Còn bây giờ, bắt đầu thực hiện bấm nút nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Đầu tiên là con xin cô và mọi người thì trong chương trình này thì con muốn thể hiện một chút tình cảm của mình ở trên đây cho anh em mọi người xem. Ủa? Nãy khai ngát gái lắm. Bây giờ lên anh Quyền Linh chưa kịp nhắc thủ tục chương trình. À không rồi. Ê cha, coi chương trình rành quá. Đúng là nhất cự ly nhì tốc độ mà. Hai đứa rất là hợp với nhau. Giữ chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đến đây để xem phim, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nhé. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Nào hãy nắm chặt tay nhau, đừng rời xa nhau. Chúc bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn ạ. Cảm ơn các bạn. Mời em gái giới thiệu trước. Dạ, đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Võ Nguyễn Hương Thảo, năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Long An. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tại quận 10 ạ. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em họ tên đầy đủ là Đặng Thanh Phong. Năm nay 29 tuổi, công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch, quê của mình là ở Long An và hiện nay sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, vậy rồi à? Cùng quê rồi ha. Quá hợp lý luôn. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh với điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là tự tin, mạnh dạn, sống độc lập. Còn điểm yếu của em thì tính của em hơi nóng với lại em nói khá nhanh. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu chưa nghĩ ra chưa? Chưa nghĩ ra rồi. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nói nhiều, đặc biệt đó là thích chụp hình cho người khác. Điểm yếu của mình là nóng tính. Khi nóng tính vào mình không có thể hiện ra, mình cứ im lặng, hỏi gì mình trả lời đó. Đó là tật xấu của mình. Ủa đó đâu có gì xấu, em đó là tốt đó. Nhưng mà cái em hay thể hiện trên cái nét mặt là nó khó chịu á. Dạ. Khó chịu hả? Dạ, có nghĩa là mặt em hầm hầm. Bạn bên kia rất là nóng tính. Dạ. Bạn nhìn cái mặt em hầm hầm, bạn nóng thêm nữa. Em thích người con gái nóng tính hay là con gái dịu dàng? Em thích người con gái dịu dàng. Nhưng mà có cá tính tí xíu. Dịu dàng có cá tính. Dạ. Còn nóng tính thì sao? Lúc mà nóng lên thì phải có người nhịn thì nó mới người tốt bên kia hơn. Là la đó. Dạ, thì lúc đó em sẽ nhịn. Rồi, tốt. Dạ. Rồi, còn tình trường mình sao em? Tình trường em là thâm niên ế 23 năm rồi chị. Cái gì? Là chưa có mối tình nào hết rồi hả? Dạ, chưa có mối tình nào. Chỉ có một lần yêu đơn phương với lại một lần tự mình từ chối người ta tỏ tình. Còn ngoài ra là chưa có mối tình nào dắt dây một hết. Lần yêu đơn phương. Yêu đơn phương bao lâu? Chắc được mấy bữa chị. Cái gì có mấy bữa vậy? Đơn phương gì sao? Lúc đó còn nhỏ xíu à, năm đó em học lớp 5. Xong em thích bạn ngồi kế bên. Trời đất ơi, học lớp 5 hả? Xong cái Valentine em tặng cho bạn đó cục sô-cô-la. Nó bơ em luôn, cái em bơ nó luôn. Đâu có đâu chị, em cao thượng lắm. Bạn nó không có bơ em mà bạn nó nói với em là bạn nó lỡ thích bạn hơn em rồi.
kêu em mua giùm món quà khác tặng bản thân em đi. Em mua quà giùm bạn đó tặng bản thân em luôn. Rồi còn cái người mà em từ chối người ta? Năm đó học cấp 2, xong một ngày đẹp trời, em nhận được một lá thư tỏ tình khá là dài dòng xoánh xúa. Em đọc vô em thấy nó kỳ cục quá, em nói trên đời làm gì có người tỏ tình kỳ cục vậy. Em tưởng mà nó giỡn với em vậy. Em trả lại thư, em quýnh mà nó một cái, xong bạn nó bỏ chạy. Em rụt theo, em quýnh bạn nó mấy vòng sân trường. Xong tới giờ em với bạn nó không liên lạc nữa. Rồi em hiểu nguyên nhân tại sao em ế tới giờ chưa? Chắc tại vậy nên em ế chị. Rồi người ta tỏ tình với mình không chịu thôi, tự nhiên mình quýnh người ta, mình rượt người ta là sao? Tại vì em có biết đâu, em tưởng đâu bạn nó giỡn mà. Rồi không lẽ từ cái khúc đi học xong ra tới bây giờ đi làm mà cũng không ai để ý mình luôn? Chắc tại lần đó em đuổi duyên giận. Tới giờ nó đuổi em duyên nên duyên giận luôn phải không? Ca này khó à. Khó là bây giờ là chưa nắm tay, chưa có hung mỗi nụ hôn đầu đời là chưa có luôn hay sao? Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Chưa có luôn. Rồi. Bây giờ anh mà bấm nút là mối tình đầu của em đó. Bấm nút là hung luôn đúng không? Thôi không được chị. Sao không được? Nói từ từ chứ. Không, lên chương trình này bấm nút là hung đó. Chị nghĩ kỹ nha, nghiêm túc, ở đây không ai giỡn đâu nha. Dạ. Rồi bắt công rồi bấm rồi không cho ta hung rồi rượt rồi quýnh người ta nữa là không được à. Thôi cái đó là hồi xưa trẻ trâu, bây giờ hết trẻ trâu rồi. À vậy là bây giờ em bấm là em hung, em chủ động em hung người ta. Nhất ký vậy nha. Em trai bên kia nghe tình trường của bạn gái mình cảm thấy sao em? Em thấy bạn ấy hơi hơi ế. Ế quá trời. Hơi ế là sao? Quá ế. Hả? Em cũng cùng cánh ngộ giống vậy. Là sao? Là em cũng trải qua hai mối tình. Nhưng mà mối tình là em yêu đơn phương, nhưng mà tỏ tình em bị thất bại do lúc đó em là sinh viên. Hai đứa y chang với nhau luôn đúng không? Dạ. Em nay là tuổi con gì? Dạ em tuổi con ngựa. Con ngựa. Cô gái tuổi con gì vậy ta? Dạ em tuổi con heo. Ngựa heo. Ngựa. Heo ngựa. Bây giờ em muốn tìm một cô gái thế nào? Thứ nhất là cô gái này hiền, hiểu chuyện. Đặc biệt cái điều của quan tâm niệm nhất là có hơi có cơ bắp tí xíu. Kỳ vậy. Lấy vợ có cơ bắp hả? Ủa sau đó giờ đây cái điều kiện lạ nha. Dạ có cơ bắp là có nghĩa là cùng sở thích với em. Là em rất là thích chơi thể thao. Là nghĩa là người phụ nữ gồng lên là con chuột rồi nó nổi lên đó hả? Vừa vừa thôi chị, không cần phải to quá. Trời đất ơi. Rồi thích gì nữa? Dạ có biết nấu ăn tí xíu. Nấu ăn chút xíu, thằng gái nào cũng biết nấu ăn hết trơn á. Có thể là thông cảm cho cái công việc của em là hay đi nhiều. Em đi đâu? Dạ em làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách đi nữa, đi du lịch đó. Thí dụ bây giờ em đang có bạn gái rồi. Dạ. Em đi du lịch em gặp một cô gái rất đẹp đi chung với em, cô ấy có tình cảm với em, cô ấy là người chủ động tấn công em, thì em sẽ làm gì? Dạ nếu đó đặt ra hai trường hợp em có người yêu rồi, thì em sẽ nói thẳng với cô đó là em đã có người yêu rồi. Xạo, không có anh nào mà đi nói chuyện với một cô gái mà đẹp dễ thương mà nói tôi có bạn gái rồi. Dạ tại vì tính của em là hay thích sử dụng đồ ít có đổi á. Chẳng hạn như em mua một cái điện thoại, em xài chừng nào mà điện thoại nó cảm giác là nó muốn hư á thì em mới đổi. Ý em là chung thủy ha. Dạ đúng rồi. Đó đó điện thoại thôi. Dạ người ta có câu là nói là đổi điện thoại như đổi bồ đó, nhưng mà để điện thoại là giống như là mình chung thủy. Dạ cô gái bên kia nghe chưa ta? Dạ nghe. Rồi em sao em chọn một cái người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là phải biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Em có chơi thể thao không? Dạ có. Em có chuột không? Nhưng mà em không có chuột. Em không có chuột hả? Vậy là em chơi chưa đủ đô, em phải chơi mạnh lên. Bạn trai của em cao cao tí, ít nhất cũng phải 1m73. Dạ, em cao nhiêu? Dạ em cao 1m68. 1m68? Wow. Rồi bên đây cũng cỡ 86 trở lên đó em. À, vậy được rồi anh. Tốt. Yên tâm. Còn đi. Gì nữa em? Dạ, mắt to to tí. Có mắt to. Không hết undercut. Gì? Cái gì? Undercut là cạo hai cái đường trắng như nè. Xong rồi vú keo lên. Thích hay là không thích? Dạ không thích. Không thích. Không thích. Cái này là cái kiểu gì em? Cắt undercut rồi. Có hai cái đường cắt thôi. Bên kia có hai đường rồi kìa. Vậy về anh có để tóc dài lại được không? Để như thế nào em? Có nghĩa là che cái đường đó hay là để tóc thích con trai tóc dài? Dạ không, vừa vừa thôi chị. Nói chung tóc kiểu nam bình thường là được. À, em không thích cái gì ở người bạn trai nữa? Không thích bạn gia trưởng, thích áp đặt, với lại hơi ích kỷ là không em. Tại vì em là người tính rất là rộng rãi nên là không có nên chấp nhận những cái chuyện nhỏ. Hello. Dạ, chào anh. Chào em gái xinh đẹp. Dạ. Nhưng người ta nói phụ nữ gần người yêu, gần chồng thì phải nhũn như con chi vậy đó. Giả bộ gọi là nhũng nhẽo rồi kia, chồng mới thương chứ cái gì cũng cá tính quá sao được. Dạ thì lúc nắm lúc buông anh. Căng đấy nha. Ghê à, hơi ghê. Dữ lắm á. Nhưng mà bây giờ em ghen không? Chắc không hay ghen bậy đâu chị. Không ghen bậy.
Thí dụ bây giờ ảnh đi tour đó rồi ảnh dẫn khách đi là điện thoại ảnh nhiều khi có những lúc là nó sẽ mất sóng. Lúc đó em đang có một cái nghi ngờ là có một cái cô nào đó em thấy cổ đăng lên Facebook cái hình mà có chồng em trong đó nữa, thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Khi mà mình yêu cầu công việc của mình là mình phải tiếp xúc với khách hàng nữ, mình phải gặp khách du lịch, thì việc mình vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là đi uống một vài ly cà phê không sao, nhưng mà đừng có tiếng xe. Có đi uống cà phê được luôn hả? Uống cà phê cho đông người mà chị. Vậy là em quá rộng rãi rồi. Vậy là được. Em là người rộng rãi lắm. Chứ là ghen đúng mới ghen đúng không? Dạ, cái gì quá đáng thì không được. Chào em. Dạ, em chào chị. Rồi cái tóc này là cắt lâu mau rồi? Em mới đi cắt đây để quay chương trình. Trời đất ơi, có nghĩa là cố tình làm tạo ấn tượng để đi quay chương trình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bị áp phê ngược, đất quốc. Chúc quá. Mốt lấy về mình có cần làm dâu không? Theo em thì em không cho vợ em làm dâu. Người lớn tuổi sẽ rất là khó tính. Hả? Em muốn cho là lâu lâu về thăm nhà thì tình cảm nó sẽ quý hơn. Em rồi tập thể dục, tập gym rồi dữ lắm mà sao lại thích phụ nữ có chuột? Thích để có người đi tập chung, tại em tập mình buồn quá. Mà thường có nhiều bạn gái lên chương trình mà muốn hẹn hò nó, mấy bạn trai thời giờ mà tập gym nhiều là hay bê đê lắm. Dạ không, em là đàn ông. Chắc không? Làm sao biết để đàn ông, lấy cái gì để chứng minh em là đàn ông? Dạ, nếu mà bên kia muốn chứng minh thì em chứng minh cho bên kia thấy. Chứng minh bằng cách nào? Dạ, thì gặp nhau nhiều thì sẽ biết. Không, bây giờ chứng minh ngay đây nè, để người ta quyết định ta chọn mình hay không nè, là chứng minh bằng cách nào? Bây giờ em mặc vậy em đâu có xô được cơ ra đâu rồi. Trời, cái cơ liên quan gì tới cái cơ liên quan gì đến chuyện men hay không? Ngồi suy nghĩ đi, lát nữa sao chứng minh cho cổ biết là mình có men hay không nha. Và chị thấy cũng hợp lý rồi đó, cũng được. Dạ. Tướng tá là cao ráo. Dạ. Được đó ha. Rồi bây giờ mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ, gia đình sếp với gia đình bạn em. Dạ có chào cô ạ. Cô xin chào MC Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Thì qua quan sát của mình hồi nãy giờ á, thì góc độ khách quan á, thấy hai đứa cũng có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như hai đứa đều thích chụp ảnh. Thảo cũng thích chụp ảnh. Thích thể thao. Thảo cũng thích thể thao. Nhưng mà cô thấy ở đây có cái hơi khó một chút. Bên trai á, thì đi du lịch, còn bên gái thì nhân viên bán hàng. Mà lại nhân viên bán hàng xuất khẩu nữa. Nhiều khi sau này công việc có thể đi xa, đi lâu, con cô nghĩ là nó sẽ không ghen con rồi đó. Cô có ghen ngược lại bạn mình không? Con thì không có ghen bậy. Về cái chuyện riêng tư bạn bè thì con không có xen vô. Con không muốn vợ mình làm dâu. Nhưng mà thí dụ như khi cưới về á, con bé này nó hợp với mẹ, mày muốn nó ở với con, thì lúc đó con suy nghĩ như thế nào? Con sẽ mời mẹ con lên ở một thời gian, mẹ con cũng về lại, tại vì ở thành thị nó không quen, mẹ con không thích thành thị, thích ở dưới quê nó yên tĩnh hơn. Thì với bản thân cô á, thì có một mình cháu Thảo thôi, nhưng mà thực tế cô cũng nói thẳng, cô cũng không có ý nghĩ là ở rể, cái này cũng nói thẳng, nơi nào để tụi con thuận tiện, phát triển kinh tế rồi ổn định hạnh phúc gia đình gì đó, thì tụi con cứ theo ý của mình. Cô nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội đi, tại vì hai đứa đến đây cô nghĩ là cũng là cái duyên rồi đó. Rồi, rồi hết, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay đi với em họ. Xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Thì theo quan sát chị nãy giờ thì thấy ok đó anh. Về cá tính của hai người em thấy cũng ok. Hai người đều có tính tự lập hết, cho nên em thấy là nên cho nhau cơ hội nè. Xin hết. Rồi cảm ơn con rồi, nhiều. Cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nhau đi ha. Mở rào. Chào em. Anh. Hôm nay rất vui là được biết em. Dạ em cũng rất vui được gặp anh. Em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Đây là món quà anh đi du lịch nhiều nữa anh sưu tầm tặng cho em. Đây là 4 con linh vật Long Lân Quy Phụng. Dạ em cảm ơn anh. Em có hay thích đi du lịch hoặc là đi xem phim vào cuối tuần hay không? Đầu tiên mà em nghe anh nói là anh làm hướng dẫn viên du lịch là em thích rồi. Tại vì em rất là thích đi du lịch, thích đi xem phim. Nói chung là em là một con người hướng ngoại, em thích xã giao. Em có suy nghĩ như thế nào về một người hướng dẫn viên như anh hay không? Suy nghĩ như thế nào là về việc anh đi nhiều? Đúng rồi. Đi thì được nhưng đừng bỏ bê gia đình là được. Khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á, em nghĩ là anh nên chọn một công việc ít đi hơn một chút thì nó sẽ tốt hơn cho về việc mình chăm sóc gia đình. Anh thì cũng có ý định là sau này thiên hướng về nghệ thuật tí xíu và làm về kinh doanh, thì em cảm thấy là có hợp với cái suy nghĩ của em hay không? Anh muốn làm nghệ thuật nhưng mà về mảng gì mới được? Anh muốn dẫn chương trình cho mọi người xem thôi. Ok. Chung là em cũng rất là thích sân khấu, thích nghệ thuật,
thì em sẽ ủng hộ người đồng hành với mình làm nghệ thuật. Nếu mà có duyên á, biết đâu mình sẽ được dẫn chung chương trình. Hay trời quá, hy vọng là sẽ có dịp như thế. Thôi hai đứa qua ngồi hai ghế luôn đi. Đi xuống luôn. Em có biết đi catwalk không? Dạ. Nếu mà anh không ngại mời anh đi với em một đoạn ha. Ok. Để thử coi xứng đôi không. Nào, cho chúng tôi một chút xíu music. 2, 3, bắt đầu. Lên quay một vòng nha. Trời ơi, nhìn nó đã lắm chứ bộ giỡn hả? Được không ạ? Ơi, cảm ơn cặp siêu mẫu. Anh đi nhiều vậy rồi, hẹn lúc nào đi anh? Anh sẽ chủ động, sẽ là để cái lịch hẹn ra. Em rảnh lúc nào thì anh sẽ hẹn em thời gian đó. Thì em thấy cái lịch hẹn vậy nó có hợp lý không? Dạ, nói chung là hai đứa mình sắp xếp được lịch hẹn là được. Em thích con đầu lòng là con gì? Trai gái đều được anh. Anh lại thích con trai đầu lòng nhiều hơn. Dạ. Tại vì con trai đầu lòng giống bố thì đi ra đường sẽ tự tin và vui hơn. Nhưng mà có trai có gái thì nó sẽ vui nhà vui cửa. Nói chung là đẹp thì là anh trai em gái là một... Em thích gia đình là có anh trai em gái. Dạ. Dạ. Không có dễ đâu mấy cưng. Còn phải muốn là được đâu mấy cưng. Thì mình cứ ước muốn đi, còn thực tế thì nó tính sau. Bây giờ hai người cứ nhìn thẳng vào nhau, cho thêm 30 giây nữa. Mỗi người hãy nói một cái câu nào đó thật lòng nhất mình muốn nói, một điều gì đó để cho mình thuyết phục được đối phương cảm nhận và có bấm nút để hẹn hò với mình hay không. Hôm nay anh cũng rất là vui khi được biết em. Hy vọng anh sẽ được có cơ hội để gặp em trong những cái thời gian sắp tới nữa. Hôm nay em cũng rất là vui được gặp anh. Thì em mong là hai đứa mình sẽ cho nhau thêm cơ hội để tìm hiểu nhau. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đây nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta bấm nút là để hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng các bạn. Rồi em. Nào, nắm tay nhau đi. Em hãy nói với mẹ điều gì đi. Chào bác. Đó. Hôm nay cho con mạn phép nắm tay con gái bác trước các anh chị ở đây đúng không ạ? Nắm rồi mới nói. Con thì cũng hy vọng là bác sẽ cho tụi con sẽ có thời gian để gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và sẽ nếu mà có duyên thì mình sẽ đến với nhau. Xin cái hôn, nụ hôn đầu đời của cô gái. Trời ơi, ông không xin luôn, ông toàn là làm trước, ông xin sau. Vậy cho con hôn con gái bác nha bác. Nói gì vậy? Không xin, không còn thổi lỗ tai nữa, nó nói trời. Gì đâu, mới hôn.